Sáng nay, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng từ 6 giờ sáng nay, lễ quốc tang tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh trong 2 ngày 3 và 4 tháng 5 đã bắt đầu trên cả nước. Tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, dù trời mưa lớn nhưng ngay từ trước 7 giờ sáng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan ban ngành của Trung ương, địa phương và quần chúng nhân dân đã có mặt để vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đúng 7 giờ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức lễ tang đã có bài phát biểu điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh. 99 tuổi đời, hơn 80 tuổi đảng, dù trên cương vị nào, Đại tướng Lê Đức Anh luôn sống và cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Đại tướng là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đại tướng Lê Đức Anh ra đi là một mất mát to lớn, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam cùng bạn bè thế giới. Tiếp đó, các đoàn đại biểu đã vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Tham gia đoàn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết, Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tiếp sau đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đoàn Quốc hội, đoàn Chính phủ. Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh, nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." Sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chúng ta mãi nhớ về Đại tướng Lê Đức Anh, người đồng chí thân thiết, chí tình, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi. Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn với gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh. Sinh thời, Đại tướng Lê Đức Anh là một nhà chính trị lớn, nhà quân sự tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn. Trên các cương vị, ông luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có tư duy sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Một chiến sĩ cách mạng tài trí kiên cường, một vị tướng, bộ trưởng, vị tư lệnh, chính ủy, đức độ, gắn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc. Tiếp đó, các đoàn quốc tế của Nhật Bản, Lào, Campuchia, các đoàn cán bộ của bộ ban ngành, các địa phương và quần chúng nhân dân đã vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh trong niềm tiếc thương vô hạn, nhà lãnh đạo lớn của đất nước, vị tướng tài năng của quân đội. Trong điếu văn tiễn đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng tôi xin nguyện tiếp bước con đường cách mạng của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, chung sức đồng lòng, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa." Sáng nay, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh cũng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
dự lễ viếng và truy điệu tại thành phố Hồ Chí Minh có lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cùng các bộ ngành, cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân trung ương và các tỉnh thành khu vực phía Nam, lãnh sự quán các nước, các tổ chức quốc tế. Đúng 7 giờ, các đoàn đại biểu của các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương cùng các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là một nhà chính trị quân sự tài năng, có tầm nhìn chiến lược, kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác ở những thời điểm quan trọng. Gắn bó với chiến trường miền Nam, gần trọn sự nghiệp cách mạng của mình, với đồng bào chiến sĩ miền Nam, ông luôn là một vị tướng giản dị, một nhà chính trị lỗi lạc, gần dân, gắn bó với nhân dân. Cũng trong sáng nay, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, đã diễn ra trọng thể tại hội trường trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ sáng sớm, hàng trăm đoàn đại biểu các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, cũng như các tỉnh lân cận đã đến dâng hương tưởng nhớ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Lê Đức Anh. Với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh là một niềm tiếc thương vô hạn. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh là một người con ưu tú của quê hương. Từng làm chỉ huy nhiều trận đánh, sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Dù công tác xa, nhưng Đại tướng Lê Đức Anh vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương. Trong sáng nay, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh cũng được tổ chức tại nhà thờ họ tộc Lê ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đúng 11 giờ, linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh đã được đưa lên xe linh xa. Đoàn xe đã đi qua các tuyến phố tại Hà Nội, đi qua căn nhà của gia đình Đại tướng và tiến ra sân bay Nội Bài để đưa linh cữu của Đại tướng vào thành phố Hồ Chí Minh an táng vào chiều nay theo nguyện vọng của gia đình.